À, có một vị hòa thượng dạy một câu rất là hay. Ngài nói rằng có khi mỗi ngày chúng ta niệm Phật mót máy mà còn hơn những thời chính. Nên chúng ta tu gì giống như mót lễ Phật 40 phút chút xíu xong. Bấm số niệm Phật cũng mót nha. Tuy ít nhưng mà quý vị thấy cái thời điểm này là quý vị tu nhiều nhất nè. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó. Những đức đi tu mười mấy năm mà thời điểm này là những đức lên chánh điện tu nhiều nhất. Mót ấy vậy. Chút 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 mà mót suốt luôn. Mà vì để ý nghe. Một ngày đi qua rất là mau nha quý vị. Sáng tu một thờ xong ăn cơm đó. Khi ăn cơm xong cái có việc gì làm lây quay cái tới giờ lên lễ Phật 40 phút, lễ 40 phút và giờ này cũng 9:40 rồi nè, thấy không? Nói chuyện chút mới thấy 10 giờ. Chút 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 nhưng mà không có đơn giản đâu. Xong rồi bắt đầu lay quay tới giờ ăn cơm. Ăn cơm mới xong ngủ giấc. Thấy không? Ngủ giấc thức dậy tiếp tục lễ Phật thờ nữa. Lễ Phật thờ nữa thì tới 2:50. 2:50 xong cơm nước này kia khoảng 4 giờ mấy giờ ăn cơm. Ăn cơm cái quý vị làm gì chút chút vậy đó. Cái lay quay cái tới 6:30 tu nữa. Cái qua ngày. Xong rồi 8 giờ tu, 9 giờ tu, vậy thấy chưa? Nó vậy nhưng mà nó liên tục. Cái thời gian chốc thì bấm số niệm Phật. Cần hoặc làm gì rồi tới lay quay tới lễ Phật. Nó có một vị tổ sư nói một câu. Bạn đang ở đâu bạn niệm Phật là bình an ở đó. Nhà bạn nho nhỏ, bạn ở trong nhà đó niệm Phật thì ngôi nhà bạn bình an. Đó. Vì nhớ cái công đức niệm Phật và cái phước báo thế gian hoàn toàn khác. Vì nhớ rằng là cái công đức niệm Phật cho vì cái bình an thôi. Bình an nội tâm. Nhưng cái công đức niệm Phật quý vị phải theo đi theo chiều hướng của nhân quả. Tuy vị niệm Phật lễ Phật cầu sanh cực lạc nhưng thật sự cái công đức thì đi theo chiều hướng của nhân quả, nó tự nhiên đi theo định luật nhân quả. Giống như vị thấy vị không có gì nhưng trước nhất là nó được cái sự bình an của nội tâm, đó là cái cực lạc nội tâm, hiểu chưa? Nhưng mà nó đi theo chiều hướng của nhân quả là mình gieo nhân gì mình sẽ đến cái quả báo đó. Nhưng cái công đức niệm Phật nó tích tụ cho mình đến khi một ngày nào quý vị sẽ thấy nó cực kỳ thù thắng. Cái phước báo thế gian thì nó ùn ùn lên như đó. Sự chạy theo sự tán thán ùn ùn lên như đó. Nhưng mà nó phút chốc rồi nó tan biến. Nhưng cái công đức sức thế gian nó rất lạ. Công đức sức thế gian nó cho mình cái bình an và biết đủ thường vui và âm thầm sống và âm thầm tu hành. Công đức nó, cái công đức nó giúp cho mình biết an phận. Thật sự. Nên cái việc mà mình mà dụng công mình tu tâm mình nó dịu xuống liền. Đó là công đức. Sanh công đức là nó dịu tâm. Nhưng sanh phước báo thế gian thì nó phóng ra. Giống như nó phóng háo hức háo hức vậy đó. Nhưng mà vì cái biết cái gì háo hức là dễ té. Nguyên lý là gì đó. Nên nó hiểu được nguyên lý này rồi mình thích niệm Phật. Tại vì mình niệm Phật nó an định tâm mình. Chữ định là nó biết an phận. Chữ định là nó biết an phận. Nên từ nơi đó mà mỗi ngày mình tu tập xong mình nói chuyện một chút gì nè, biết sao? Vì khi mình tu xong mình nói chuyện nó đi vào được cái tâm mình. Thí dụ như cũng cái đoạn nói chuyện này mà cái giờ không tu nó nghe khác, còn cái giờ vừa tu xong nghe khác.
Vì mình vừa tu xong mình mở tâm mình ra, nếu mình nói gì bổ nguyện niệm Phật thì tự nhiên nó lọt vào cái tâm mình, nó tích được cái năng lượng và nó sanh cái sự háo hức tu hành, không có ngao ngán, không có chán nản. Nên nhớ, nên bây giờ cái đạo tràng không chung mình nó thành một cái đạo tràng mà theo thời khóa tu như ở chùa, thấy rõ ràng không? Mà nó còn tăng thêm hai thời, 8 giờ và 9 giờ, với thêm thời 12 giờ khuya của mỗi tuần thứ bảy và 14-29. Bữa nay như 28 rồi phải không? Sắp sửa 29 rồi đó. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng là nó giúp mình có thời gian để tích lũy được cái phước báo. Thí dụ như bây giờ mình ở bên Mỹ đi, không có mấy người ta niệm Phật, nhưng cái phòng của mình niệm Phật, cái nơi mình tu hành, cái nhà đó là đại phước báo. Dù cái nhà đó họ không có giàu như cái nhà một số nhà người ta làm ăn lớn, nhưng cái nhà đó là đại phước báo. Nên tổ sư mới nói rằng là người nào niệm Phật thì cái tâm người đó sẽ an, mà nhà nào niệm Phật thì nhà đó sẽ tức khắc có đại phước báo. Cái nhà đó không đơn giản. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là mình mỗi ngày 40 phút gì đó, nhưng mà quý vị có thời gian được vô tu là cũng là duyên phước thù thắng lắm mới tu được đó. Có nhiều người ta không sắp xếp được thời gian á, và có những người sắp xếp được thời gian mà tu không vô được. Thì biết á, mình tu mà nó vô được, nó an lạc là vì cái tạp tâm của mình giảm bớt tối đa nó mới tu vô. Còn cái tâm mà nó phóng này, nó phóng nó kia, phóng đồ nọ, tính này tính kia tính nọ, vô tu sẽ không vô tu được. Vì để ý đi, lúc quý vị dọn hết cái tâm mà đi vô tu thì quý vị sẽ an định tu nhìn ngay Phật. Nhưng khi quý vị mang một ề công việc vô tu, vì vừa tu bị ngóng đồ này ngóng đồ kia, ngóng đồ nọ tùm lum tùm la, quý vị thấy ngày xưa mà những đức khi mà lên lễ Phật, con mắt những đức nó giáo giác. Giờ lên tu mà nó còn nhìn coi công việc gì để nó tính toán sắp xếp. Nên mang công việc lên đó để, tuy nói là niệm Phật nhưng thật sự là có Phật ngày ở phía sau mà đẩy công việc ra phía trước. Nếu cả đời mà vậy thì không có kết quả. Đại lão Hòa Thượng Không Ngày Giảng thì cũng nói, bạn lên bạn niệm Phật dù là mấy chục phút, nhưng mà bạn hãy dọn hết bớt công việc đi, dọn đi, rồi bạn lên bạn chú tâm tu một thời cho đàng hoàng. Khi bạn chú tâm tu một thời cho đàng hoàng thì tức khắc bạn có kết quả tu liền, có kết quả. Hôm qua giờ bị ho nên cổ nó bị đau, mình thấy là lên tu bị ho nên tiếng nói chuyện nó bị nặng nặng một chút. Nhưng mà cái tiếng này nó nặng gì mà mình mà gán mình nó mạnh lên thì đau cổ. Nó vừa vừa gì thì nhẹ không sao. Bởi vì cũng nghe được mà phải không? Nhất là nó háo hức nói, nó la lên. La chút ra muốn bể cuốn họng. Chứ nói cao vọng ấy. Nên từ nơi đó mà bản thân Nhật Đức là người rất thích niệm Phật. Nên Nhật Đức nói, tại sao lúc Nhật Đức bình thường Nhật Đức đã nghĩ tới cái chuyện đạo tràng gia đình? Thì biết sao? Vì Nhật Đức biết được trong một cái tổ chức sẽ không duy trì được cái việc chuyên tu mãi mãi. Vì Nhật Đức ở trong tổ chức, Nhật Đức biết không duy trì được chuyên tu mãi mãi. Vì nay người này lên, ngày mốt người khác lên sẽ khác. Nếu như ai là người có tâm quyết niệm Phật, chỉ đúng ngay đạo tràng gia đình quý vị, tam bảo gia đình quý vị là tam bảo quyết định là ngay quý vị 100% luôn. Nên quý vị biết tại sao những đứa có một tâm niệm mà đặt tượng Phật tặng đi. Lúc bình thường những đứa đã nói cái điều mà nếu sau này những đứa có chuyện gì là ngay ngôi tam bảo này là quý vị phải niệm Phật, nắm chắc thời khóa tu đó.
Điều đó như nó nói nhiều lần mà, phải không nói đâu. Đó. Nên nó cũng có một cái linh tính, nó biết vì trong cuộc đời này lên cao cỡ nào cũng rớt xuống, chắc chắn gì luôn. Nên một con người mà có tâm quyết cực kỳ mạnh, họ ở nơi nào đó thì cái nơi đó sẽ bình yên cái thời họ còn ở đó. Còn khi người mà không có một tâm quyết tu, không có một định hướng rõ ràng, tức khắc bị xoay chuyển nay hướng này mai hướng nọ, chúng sống nơi đó từ từ tan rã sạch, tan rã hết. Vì biết rằng một tổ chức mà đầu não làm việc mà rớt 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 đi là tổ chức đã tiêu điều liền, bức tổ chức đó liền, không nói vòng vo chứ. Đó. Nên á, vì thấy những đức mà ở một nơi nào đó là biết thế không, cách tu chia sẻ Phật pháp đều là hoàn toàn quy nhất, không có một tác động nào dám nhào vô, cả hương linh cũng không dám nhập. Thì biết tại vì sao? Vì nơi đó nó có một tổ chức quá mạnh, hương linh cũng không dám nhập. Giống như chủ nhà mà quyết đó, ai dám xâm phạm? Nhưng nếu chủ nhà mà lơ là, nghe ai nói gì cũng tin, cũng nghe, nghe giết đó là một tác hại cực kỳ lớn. Nghe nhiều học nhiều nó không phải là xấu, nhưng nếu định hướng của mình mà lung lay là nó sẽ banh chành, không tồn tại. Không phải đơn giản đâu quý vị. Đó. Nên á, quý vị mà tu tập cùng với những đức á, cái gì với cái việc mà chuyên tu là quý vị yên tâm. Cái này là những đức chuẩn. Chuyên tu và coi Phật hiệu này là chắc chắn quý vị là những đức là không bao giờ thay đổi. Cứ bám chắc coi Phật hiệu đi, rồi quý vị sẽ thấy thù thắng. Những đức tin 100% trong tất cả quý vị. Có nhiều người bị dụng công niệm Phật lợi ích rất lớn. Còn cái người mà không quyết tâm chí tâm một câu Phật hiệu mà nay đầu này nay đầu kia thì họ sẽ không hưởng được sự an lạc. Những người này chỉ cần một cơn gió thôi, khỏi cần nói bão. Một cơn gió thổi ngang thôi họ cũng rớt. Đừng nói gì bão mất công đi. Còn quý vị mà chỉ cần chân thật nương vào bổn nguyện Di Đà, chân thật niệm câu Phật hiệu này nghe, vì tin nghe, dù có bão tố cuồng phong quý vị vẫn an định được. Cái bổn nguyện của Phật là nó an định nhất lắm. Còn nếu như người niệm Phật mà không có tín nguyện nghe quý vị, rớt. Quý vị sẽ coi, sẽ thay đổi thường xuyên, thay đổi liên tục cho quý vị thấy nè. Cái nơi mà không có tín nguyện, cái người đứng đầu mà không tín nguyện niệm Phật nghe, quý vị sẽ thấy thay đổi liên tục liên tục liên tục. Thờ những đức không uống thuốc, chứ thời sau này uống nhưng mà thấy. Rồi từ từ xài điện thoại te tua hết trơn vào thấy. Đi về tứ tung luôn. Tại vì sao? Trong gia đình bị quan tâm lo lắng cho người ta nhiệt tình thì gia đình bị yên. Nhưng bỏ bê người ta là nó, nhà mình nó tán loạn hết. Nhà mình mà giờ ăn cơm mà không ai vô ngồi ăn, nhà mình sẽ tán loạn. Đó, nên từ nơi đó mà cái câu Phật hiệu này mà nói là cái người tin, mà tin sống tin chết, tin mà quyết chí, hiếm tìm. Nó thật sự bị hiếm tìm. Trong hiện tại, cái cõi này hiện tại hiếm tìm. Nên những đức nói cái tín nguyện, cái tín nguyện niệm Phật là nó nằm ngay cái chỗ quý vị gặp nạn á, vì mới biết được tín nguyện niệm Phật. Còn tình bạn á, là nó tính vô cái lúc quý vị mà tan nhà mới biết tình bạn. Sự chung thủy của vợ chồng á, là lúc quý vị ung thư á, quý vị biết nó chung thủy hay không. Những điều như Đức nói nó lạ lạ vậy đó. Quý vị mà nếu ai đã từng trải nghiệm thì quý vị sẽ hiểu liền nha. Nó tín nguyện niệm Phật á, là nó gặp ngay sóng gió ba đào, gặp bao nhiêu sự dụ dỗ á, nhiều cách á, quý vị có tính hay không là lúc đó tín nguyện hay không. Thấy không? Còn tình bạn á, là nó xảy ra lúc mình tan nhà, tan nhà sạch của nghe. Còn gặp nạn mà còn của cũng chưa nói lên gì về tình bạn. Vì mình còn của. Mình mới gặp nạn thôi nhưng mình còn sự nghiệp chưa nói lên gì tình bạn đâu. Tình bạn là nói lên lúc quý vị không còn một cắt bạc trong túi. Đó.
Lúc đó quý vị mới thấy có tình bạn hay không. Người nào đến với vị là tình bạn đó. Ừ, tình bạn đó. Mới đến cũng chưa nói lên gì nữa. Tại vì mới đến họ chưa hiểu nhiều. Nhưng họ đến với mình từ từ từ, họ thấy mình sạch sẽ, thấy mình đủ thứ chuyện xảy ra. Lúc đó họ tránh mình, là lúc đó mới từ từ quý vị mới biết tình bạn nó còn hay không. Còn vợ với chồng chung thủy là lúc quý vị mà ung thư. Thí nghiệm đi. Đó. Giờ người chồng thiệt thương quý vị. Quý vị ra quý vị khám bác sĩ. Nói bác sĩ cho tôi tờ giấy. Nói là tôi bị ung thư thời kỳ cuối. Đem về đưa tấm giấy cho chồng quý vị coi. Em bị ung thư. Ung thư chỗ quan trọng. Thời kỳ cuối. Lúc đó đó. Bây giờ thấy cái tình thương đó như thế nào. Nếu nó dặn chiều chuộng thương yêu rồi quan tâm, đi làm tranh thủ về để quan tâm cho nàng, vì nàng bị bệnh này. Lại vì thấy người chồng này tuyệt vời. Còn lúc vừa nghe vậy mà đi sớm về muộn, không ngó ngàng đến mình, không nhìn nhận cảm nhận gì của mình bệnh đau ấy, là biết rồi. Nhưng thôi vị ơi, trong cuộc đời cũng không dám thử, vì mình biết rồi thử chi nữa giờ. Nên trong cõi này á, fan hâm mộ hâm dọ được mình vì đừng có nói câu thử. Tại vì nạn đến với mình là nạn đến thôi chứ thử gì. Nó rớt chảnh nhất là thử gì nữa bây giờ. Nên có những người nổi tiếng á, khi họ chợt cái gì ra nói câu à, thử sàng sảy coi còn ai không, nói chơi vậy thôi. Thử gì vậy ơi, trời ơi, sống biết hết trơn thử gì nãy giờ. Lúc như Đức đương thờ bình thường vậy, Đức nói chơi người còn gì nữa quý vị. Nói chơi còn gì nữa. Như Đức nói những người bên cạnh như Đức khi sau này, như Đức gặp nạn không biết còn mấy người. Đúng không? Nó không biết bao nhiêu lần. Nói trực diện, nói thẳng, ngay họ luôn. Còn lúc quý vị vỗ tay sùm, như Đức đã nói thẳng ngay quý vị trên chánh điện luôn còn gì. Nói bao nhiêu lần là còn gì. Nè, nó mấy bà họ hô hà vỗ tay dữ lắm. Bà biết tư đồ. Ngồi phía trước đồ vỗ tay lắm, sao này tôi có gì vậy? Nè, còn bà hay không? Thì còn bà đó kìa, bà còn kìa. Nên còn được mấy bà, ý là còn mấy bà không phải là không còn, mà còn được mấy bà. Mấy bà ngồi phía trước á. Nè, đây cũng còn phía trước nè. Còn chứ không phải không còn. Nguyễn Phương rồi đó. Thấy chưa? Nó nên từ nơi đó không có buồn trách gì hết quý vị, nhưng mà chúng ta ngồi tâm sự chơi thôi, để mỗi người mình khi mình gặp sự việc gì mình thấy nó nhẹ chứ có gì đâu buồn. Cuộc sống thì cái cảm nhận và cảm xúc mỗi người cố gắng gìn giữ, đó là việc của mình, bản thân mình phải cố gắng gìn giữ thôi, chứ để đánh mất đi lương tri lương tâm của mình và sự bình an của mình thì mình đi tìm đâu bình an nữa. Tại vì đánh mất rồi tìm đâu. Bình an là của mình nên mình phải giữ thôi. À, giống như ai ăn nấy no. Mình ăn mình no thôi. Mình cười mình hưởng thôi. Thế vậy. Mình khóc thì mình chịu thôi. Tuyệt vọng thì mình đau khổ. À, vì nghe những điều này không có uổng đâu quý vị ơi. Trong chúng ta những người mình sẽ gặp phải đó. À, hoặc là mình cực lực mình nuôi con mình mà sau này có khi con mình đó, nó dùng những lời rất nặng nề đối với mình đó. Mình chuẩn bị hết đi, chuẩn bị cái hành trang về cực lạc đi. Thì ở cõi này dù có như thế nào bản thân mình đều chịu đựng được. Nên cô quan tâm bình định đồ dẫn mấy bà già niệm Phật đồ quá quý. Thấy không? Bà cụ tập trung lên niệm Phật đồ đặc biệt quá mà. Đó. Đồng sát rồi ha. Ngồi chung đồ. Hai điện thoại quen lượt lúc ghê quá. Không, không phải bà cụ mà tập trung niệm Phật thấy vui ghê cái vị à, quá đặc biệt luôn. Ừ. À, nên từ nơi đó những Đức thấy này là ấm áp cõi lòng lắm rồi. Cả đời mà được gì ở đâu thì cái gì cực lạc trước thì về đi tu chung gì nè, đâu gặp mặt nhau thường xuyên đâu, thì bé Tư mà muốn về cực lạc là bà về trước đi, rồi mai mốt ta về sau gặp trên đó, thấy không, vì Tư rồi đó.
kim quy rồi, không có chồng gì con gì mà muốn về cực lạc đâu ai ràng buộc ràng bó gò bó vào đâu. Nên mà diệu minh bánh tre mà ra tới nước ngoài và tu được gì là quý lắm á, chứ không có giỡn đâu. Thấy ông chồng gì cũng được á, hộ gì cho mình tu là cũng mừng rồi đó. Nên là tôi xong vô chắp tay và cảm ơn Bồ Tát đã hộ trì cho em tu. Đúng không? À, thôi gì chứ, nó thật sự về cực lạc là tuyệt vời nhất quý vị ơi. Nói gì chừng ổng biết sao ổng cười cự nghe. Từ nơi đó hộ trì trong gia đình mà có một Bồ Tát niệm Phật á, là đặc biệt lắm rồi. Những đức nói á, làm chồng mà có người vợ tu, nó biết ăn chay niệm Phật á, là ông chồng nó đại phước báo. Nó cỡ nào nó cũng đâu ăn diện lè lẹt như người ta đâu, đâu có xài phí đâu, mỗi ngày nó lễ Phật niệm Phật, lễ Phật là cái đức gì sao. Mấy ông chồng mà không biết giữ cái bà vợ như vậy là thôi mấy ông vừa tội mấy ông. Không? Thật sự luôn, biết niệm Phật lễ Phật là mừng quá chèn rồi. Cỡ nào niệm Phật lễ Phật cũng là hiền hậu, đâu giữ quá đâu. Nhìn mà cha mẹ của cô Kim Quy mà ông bà cụ tu thấy đúng là tuổi già mà gì là phúc báo đó, nghe ông cụ bà cụ đẹp lão thấy không, thấy ông bà cụ có phúc báo ghê á. Tướng ông cụ lớn tuổi mà đẹp lão bà là với bà cụ nữa không, hai ông bà phải về cực lạc ngồi thường tâm sự nhau á. Tôi đi trước thì ông niệm Phật đưa tôi đi, còn còn ai đi trước thì đối phương giúp nhau nghe không, đừng có khóc lóc mà lôi kéo tôi nghe bà, nghe ông nghe bà nói vậy đó. À, chỉ có về cực lạc là đặc biệt nhất các cụ ơi, mình về chiến đi các cụ à, với mấy nàng tiên cá ơi, về cực lạc chiến đi nghe, với mấy chàng công tử luôn, thiện bây giờ nó cũng chịu tu dữ lắm nghe, thiện muốn về cực lạc không, với ông Di Phương thì cũng chịu tu lắm nghe, thấy lúc nào cũng lên được hàng đầu, cũng đầu tư lắm á. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cố gắng lên quý vị, để đời này mình về cực lạc. Nó giống như chằng xưng làm gì làm á, ngồi mà niệm Phật thấy chưa, kệ làm gì làm, cố gắng niệm thêm câu Phật hiệu quý vị ơi, với bà Diệu Âm Diệu Phổ rồi đó, thấy tu ổn định á, nó thấy mừng cho quý vị. Thôi bây giờ Phật A Di Đà cho mình cái đạo tràng này, quý vị nên mừng. Với bà Thí Hà Nội đó, cố gắng niệm Phật, bà này niệm Phật ngoài chợ được không mà dữ dằn lắm. Thấy không? Nên người đi niệm Phật cái nhân đức là đúng là nhiều Bồ Tát đó quý vị ơi. Đủ thứ loại thể loại Bồ Tát chứ. Nên Phương cũng là Bồ Tát đó. Nên cố gắng mà niệm Phật nghe không? Quý vị đây đều là Bồ Tát không mà chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. Về cực lạc đi rồi rồi ôm tất cả những chuyện mà chúng ta đã qua nghe. Lúc đó an lạc lắm. Thôi hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.